Dù giàu hay nghèo đều bị âm dương chi phối, nhưng âm dương không thể khống chế được công phu trí tuệ của bạn. Xem phong thủy nhà ở, xem tử vi, xem bát tự tứ trụ hay xem vận mệnh để làm gì? Và cách nào tốt nhất để gia tăng tài lộc, gia tăng trí tuệ? Các vị có thể tìm bất kỳ thầy phong thủy nào mang đến cho chư vị sự an tâm. Tất cả những phương pháp hóa giải không tổn hại đến người khác. Không khẳng định phong thủy là bản năng, đó là người thầy mang đến điều lành. Những vị tìm đến Khải Toàn đều có tâm lý thiện lương, mượn thêm một phương tiện cho cuộc sống tốt hơn, tâm luôn giữ đạo, làm người làm lành chánh ác. Vì vậy, gặp được chư vị là duyên lành với Khải Toàn. Bài trước, Khải Toàn giải thích xem vận hạn để làm gì. Bài này xin phép giải thích về xem phong thủy nhà địa lý. Phần dương trạch bao gồm phong thủy nhà cửa công ty một mảnh đất. Thông thường sinh ngày tháng năm giờ sinh của gia chủ, xem qua có khả năng dùng phong thủy thay đổi hay không. Kế đến sinh bản vẽ nhà, tọa độ vài thông tin khác, xem có phạm hình sát gì. Rồi mới đến phần khảo sát thực tế, mục đích cuối cùng là xem có khả năng dùng phong thủy thay đổi tốt hơn hay không. Nếu không có khả năng thì Khải Toàn hoàn toàn không thể nhận. Vì vậy, nhận xem hay không thể nhận đều là duyên. Với những vị ở xa không thể khảo sát thì cần gửi khá nhiều thông tin và mất thời gian hơn đôi chút. Khả năng nhận xem cũng ít hơn vì vài lý do chuyên môn. Nhà chưa xây, nhà đang ở đều có thể áp dụng phong thủy. Tuy nhiên, cũng như mệnh lý con người hay mảnh đất bị chi phối bởi âm dương. Bởi từ trường, mảnh đất và con người có vận khí riêng, không phải nơi nào cũng có thể dùng phong thủy hiệu quả. Dùng phong thủy cũng được, xem vận mệnh cũng được, nhưng không dùng, không xem cũng không sao cả. Nhưng nhất định, đời này muốn tiến tới các vị phải tu dưỡng các pháp lành. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là giáo lý căn bản cho người trí tâm tu dưỡng tâm tánh. Hành thiền là phương pháp đơn giản cho tâm an định. Xem phong thủy nhà đang ở nói riêng hay mảnh đất nói chung, bài trí đồ vật, màu sắc, tranh ảnh, vị trí nằm ngồi, két sắt, bàn thờ nhằm cho từ trường cân bằng, mang lại may mắn về công việc, gia đạo an hòa. Nhà chuẩn bị xây thì có thể chọn cửa khí, sắp xếp tất cả hạng mục theo đúng công năng sử dụng. Mục đích cuối cùng là mang lại từ trường lành, thẩm mỹ, phù hợp với công năng sử dụng gia chủ. Vạn vật đều có từ trường. Trường là năng lượng tốt thì vượng khí, năng lượng kém thì suy khí. Ví như ăn trái cây tươi tốt vẫn tốt hơn ăn trái cây để quá lâu ngày. Khải Toàn ứng dụng theo thuật số huyền không phi tinh, thuật số này luận được tốt xấu của mảnh đất 2-40 năm sau. Kết hợp với lại loan đầu xem hình thể ngôi nhà, mảnh đất bao gồm những gì mắt thấy tai nghe được. Và kết hợp cả sinh thần bát tự của gia chủ và vài hạng mục khác. Tất thảy là tìm ra để nhằm cân bằng, mang lại từ trường tốt nhất. Tuy nhiên các vị nên biết, tâm tánh hành vi của con người sống trong ngôi nhà chính là loại năng lượng mạnh nhất cho mảnh đất. Người nghĩ lành, nói lành, làm lành là tự gia tăng đáng kể từ trường lành. Đó chính là điều kiện không thể thiếu giúp cho một mảnh đất được hưng vượng. Xem mệnh để hiểu rõ bản thân hơn, lựa chọn sự vật theo ngũ hành khuyết, giúp cho vận trình hanh thông. Thông qua phương pháp cải vận theo mệnh khuyết. Xem phong thủy nhà cửa hay xem phong thủy nhà bếp, xem phong thủy phòng ngủ giúp cho từ trường nơi sinh sống được an lành, mang lại hiệu quả về công danh, gia đạo an ổn. Khải Toàn có thể luận giải về mệnh lý, nhìn vào sinh thần bát tự có thể thấy rõ mệnh có phước về tài lộc, tình cảm hay không. Khải Toàn có thể luận giải về phong thủy nhà, khuyến nghị phương pháp thay đổi như thế nào. Tất cả thay đổi này là thay đổi từ bên ngoài, không thể thay đổi tâm tánh và nghiệp lực của gia chủ. Chính vì lẽ đó, phong thủy không phải là bản năng, phong thủy không thay đổi được nhân quả. Các vị nên xem phong thủy là một phương tiện bên ngoài, giảm điều xấu, tăng điều tốt, không nên cuồng tính thái quá. Xem vận mệnh để thay đổi từ trường trên người. Để tu dưỡng tâm tánh,
thêm phương tiện cho vận khí bản thân tốt hơn. Xem phong thủy nhà cửa để cân bằng từ trường nơi mình sinh sống, thêm phương tiện cho mảnh đất được hưng vượng. Vài trường hợp không nên hoặc chưa nên xem, ví dụ người nghĩ phong thủy là vạn năng, người đang quá đau khổ, người thiếu quyết đoán, người không tin vào chính mình và cả tài chính còn hạn hẹp. Tóm lại, xem phong thủy nhà, dù nhà đang ở, nhà chuẩn bị xây, giúp cho ngôi nhà có từ trường tốt hơn. Khải Toàn chỉ giúp bài trí đồ vật từ trường hài hòa, không thể thay đổi tâm tánh của gia chủ. Gia chủ muốn có phước báo, muốn có trí tuệ, các vị nên tu dưỡng tâm tánh và bố thí. Nhân lành quả thiện là lẽ tự nhiên. Những vị tìm đến Khải Toàn xem mệnh, xem phong thủy nhà cửa, đa phần có tâm ý thay đổi bằng con đường hướng thiện, chí tâm làm lành chánh ác. Trong khả năng em sẽ nhận, ngoài khả năng em sẽ khéo từ chối, không cưỡng cầu. Vì sao có những nơi không thể dùng phong thủy hiệu quả? Đó là do tâm tánh của con người và do từ trường ngôi nhà không thể thay đổi. Giả dụ một ngôi nhà chất chứa quá nhiều tạp vật, nhiều đồ vật cũ để lâu không dùng, lại thiếu vệ sinh, không khí ẩm thấp nhiều mùi hôi, lại thiếu ánh sáng hay ánh nắng. Tất thảy những thông tin trên là một ngôi nhà không thể dùng phong thủy cải thiện. Vì phong thủy tốt cơ bản chính là ánh sáng đủ, không khí trong lành, không mùi ẩm thấp. Một ngôi nhà thiếu vệ sinh, đồ đạc để quá nhiều, phát sinh vi khuẩn, phát sinh mùi ẩm mốc, đó chính là sát khí. Còn một lý do khác với ngôi nhà không thể dùng phong thủy, những người sống trong nhà thiếu sự cảm thông, tranh giành đoạt lợi, đây chính là từ trường tiêu cực do con người tạo ra. Người với người không thuận hòa, không đồng lòng, dù mảnh đất này có những vị thổ thần thổ địa linh thiêng cũng không thể phù hộ. Người trong nhà không đồng lòng, thiếu từ bi, nhà lại ẩm mốc, thiếu ánh sáng, là cơ hội cho linh giới trú ngụ, khiến cho mảnh đất thêm suy khí, tinh thần mụ mị, dễ nóng nảy cáu gắt. Nếu rơi vào trường hợp trên, Khải Toàn chân thành khuyên chưa vội tìm đến phong thủy. Đầu tiên, hãy thanh tẩy toàn bộ ngôi nhà để đón không khí trong lành, thắp sáng ngôi nhà để thêm sinh khí. Và quan trọng, hãy nghe giảng kinh và hành thiền. Điều đó giúp các vị mở rộng tâm lượng để thông cảm với tất thảy mọi người. Người tâm lượng lớn, tấm lòng bao dung, trước sau gì, nghiệp hết, phước sẽ đến. Nghiệp hết, phước đến, người lại mở lòng bao dung, nhà cửa sạch sẽ, đủ ánh sáng, nơi ấy sẽ chuyển hóa thành mảnh đất phước. Vì đất phước, người phước ở, người phước ở đất phước. Chính vì tâm tánh con người là từ trường mạnh nhất, ảnh hưởng lớn nhất đến ngôi nhà mình sinh sống, nên ngoài các phương pháp Khải Toàn luận và ứng dụng, luôn khuyến nghị chư vị nghĩ lành, làm lành, nói lành thông qua nghe giảng kinh và hành thiện. Bát tự tứ trụ hay tử vi số mệnh là thuộc số xem mệnh của một người, không khó để luận trình, không khó để luận một tính cách một người qua ngày tháng năm giờ sinh. Có được tọa độ ngôi nhà cũng có thể luận đoán vận của một ngôi nhà như thế nào thông qua huyền không huy tinh, loan đầu, huy tinh lưu niên và bát tự tứ trụ. Trên là bốn phương pháp căn bản để luận giải phong thủy. Ba đề mục đầu là xem khả năng vận trình của mảnh đất hay ngôi nhà. Riêng thuộc số bát tự tứ trụ, cha mệnh cho gia chủ cho ra kết quả về vận hạn, tính cách, khả năng dùng phong thủy thay đổi. Nếu một mảnh đất và lá số của gia chủ dù đang trong thời vận kém nhưng vẫn còn khả năng thay đổi, Khải Toàn vẫn có thể mở lòng nhận khảo sát. Họ vẫn còn chút khả năng thay đổi, nên Khải Toàn dùng thêm các phương pháp về thiền, Phật pháp nhằm trợ duyên. Vì vậy, người có niềm tin vào tôn giáo thường là người có phước. Dù tin Chúa hay tin Phật và tin cả thiên địa quỷ thần, thường làm lành tránh ác, nên luôn còn chút phước dù vận hạn kém. Như trên Khải Toàn đề cập, tâm ý con người là từ trường mạnh nhất. Thông qua nghĩ lành, nói lành, làm lành giúp cho ngôi nhà vượng khí hay suy khí. Thế nào là làm lành, thế nào là nói lành? Nghĩ thôi không có giáo pháp, không có giáo lý sẽ không thông.
Chính vì thế cần đọc kinh, nghe giảng kinh, có giáo pháp có thể thông đạt thế nào là nghĩ lành, thế nào là làm lành nói lành. Trước đây em nghĩ rằng cứ giúp người là làm lành, không làm hại ai là lành. Như thế thôi vẫn chưa đủ. Rồi còn nghĩ rằng thấy người la, thấy người khác la mắng người kia cho là đó là điều không lành. Bất bình mình can ngăn thật sự là thiếu thông đạt. Giả dụ một người cha luôn la mắng con, nghĩ đó không phải điều lành mà không biết rằng người cha đang dạy dỗ đứa con ham chơi. Thấy người mẹ luôn nuông chiều con, nghĩ đó là lành, thực tình hành động nuông chiều đó có thể làm đứa con thêm hư. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật dạy rằng việc thiện, việc lành cần phân định lợi ích và thiệt thòi ở quá khứ, hiện tại và vị lai. Việc gì lợi ích cho người dù ta có thiệt thòi là việc lành. Việc gì hiện tại có thiệt thòi, tương lai được lợi ích cũng là lành. Giả dụ những vị em từ chối xem mệnh, những vị ấy nghĩ rằng mình bị thiệt thòi, bản thân em cũng thiệt thòi vì không xem. Tuy nhiên, xét ở vị lai, nhờ không xem mệnh, họ lưu tâm những bài pháp, những gì em nói. Hãy dành thời gian hành thiền, nghe giảng kinh cần 1 năm như thế, bằng 5-10 năm dục phong thủy, tâm an thì trí sáng. Xét ở tương lai, những vị em không nhận xem mệnh, bản thân họ tinh tấn hành thiền thì được lợi ích lớn. Kinh Thập Thiện là 10 điều lành. 10 điều lành này là căn bản cho pháp tu của người xuất gia lẫn cư sĩ tại gia. Quả của 10 điều lành là gì? Giữ được 10 điều lành này là phước báo cho chính ai dụng pháp tu này. Phần trên, Khải Toàn đã hồi đáp cho câu hỏi xem phong thủy nhà, xem tử vi, xem bát tự tứ trụ hay xem vận mệnh để làm gì? Xem để thay đổi từ trường, để tu dưỡng tâm tánh, làm lành tránh dữ. Không phải xem để thay đổi nhân quả, vì phong thủy không có tác dụng ấy. Cách tốt nhất để gia tăng tài lộc, gia tăng trí tuệ chính là tu bố thí tài, bố thí pháp. Người phát nguyện tu các pháp ấy thì phước huệ viên dung. Người chỉ có phước về tài phú mà không có trí, khác nào sống trong đau khổ. Mãi lao nhọc vì tài lộc danh lợi, đầu tắt mặt tối cả một cuộc đời làm việc để trả nợ cho thiên hạ. Ngược lại, người chỉ tu huệ mà không có trí, không có phước tài lộc, khác nào một sư thầy cầm bình bát rỗng. Đây là trích theo lời Ngài Tịnh Thông. Nhân quả thông ba đời, thông qua xưng thần bát tự có thể thấy được phước của một người như thế nào. Dù người có tiền của, dù người nghèo khó, là do ảnh hưởng của số mệnh. Phàm phu chúng ta không thể tách rời âm dương, chúng ta bị âm dương chi phối bởi hoàn cảnh, môi trường, bởi vật chất và nhất là tình cảm. Tuy nhiên khi tu bố thí pháp, bố thí lệ lành, làm chủ được thân, miệng, ý, luôn tạo nghiệp lành, xả ly được nghiệp bất thiện thì hẳn sẽ sinh trí tuệ. Dù giàu hay nghèo đều bị âm dương chi phối, nhưng âm dương không thể khống chế được công phu trí tuệ của bạn. Dùng phong thủy cũng được, xem vận mệnh cũng được, nhưng không dùng, không xem cũng không sao cả. Nhưng nhất định đời này muốn tiến tới, các vị phải tu dưỡng các pháp lành. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là giáo lý căn bản cho người chí tâm tu dưỡng tâm tánh. Hành thiền là phương pháp đơn giản cho tâm an định. Xem đến đây hẳn các vị rất kiên nhẫn và cảm mến văn tự trong bài. Khải Toàn vô cùng biết ơn các vị đã dành thời gian cho bài này. Nguyện cho các vị giữ tâm lý lành, làm lành, nói lành để gặp vạn điều lành. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.